Hezbollah mở cuộc tấn công đường không lớn nhất vào mục tiêu Israel. Lực lượng Hezbollah ở Lebanon thông báo phát động cuộc tấn công đường không lớn nhất điều UAV tấn công căn cứ quân sự Israel trên cao nguyên Golan. Hezbollah ngày 7 tháng 7 tuyên bố nhóm đã liên tiếp điều hàng loạt phi đội máy bay không người lái UAV nhằm vào trung tâm trinh sát của Israel trên núi Hermon thuộc cao nguyên Golan. Hezbollah tuyên bố đây là đòn trả đũa vĩ Israel hạ sát một thành viên cấp cao của nhóm ở miền đông của Lebanon, cách biên giới khoảng 100 km hôm 6 tháng 7. Cuộc tấn công nhằm vào các hệ thống tình báo, phá hủy chúng và gây ra một loạt vụ hỏa hoạn lớn. Hezbollah cho biết, Israel chiếm cao nguyên Golan từ Syria vào năm 1967 và sau đó sắp nhập. Phần lớn cộng đồng quốc tế không công nhận động thái này. Quân đội Israel ngày 7 tháng 7 ban đầu nói rằng một UAV gắn chất nổ đã rơi xuống khu vực chống trải ở núi Hermon, nhưng không có người bị thương. Sau đó, họ ra tuyên bố cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công một số mục tiêu trên không, bay từ Lebanon khi coi báo động vang lên ở cao nguyên Golan. Theo Aviv xác nhận, họ đã hạ sát thành viên chủ chốt trong đơn vị phòng không của Hezbollah hôm 6 tháng 7. Văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho hay, ông đã đến thăm quân đội trên núi Hermon ngày 7 tháng 7 trước khi Hezbollah tung đòn tấn công. Trong suốt ngày 7 tháng 7, Hezbollah công bố thêm 4 cuộc tấn công khác vào các địa điểm quân sự Israel bên kia biên giới bằng hàng loạt tên lửa, trong đó có tên lửa dẫn đường. Chính quyền Israel thông báo có 4 người bị thương. Hezbollah, đồng minh của Hamas được Iran hậu thuẫn, đã giao tranh gần như hàng ngày với lực lượng Israel kể từ khi Hamas mở cuộc đột kích lãnh thổ Israel hồi tháng 10 năm ngoái. Các cuộc tấn công cùng những lời đe dọa liên tục leo thang trong những tuần gần đây giữa Israel và Hezbollah làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện giữa đôi bên. Bộ trưởng Garland nói rằng, ngay cả khi đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu và làm mọi thứ cần thiết để mang lại kết quả như mong muốn trong chiến dịch chống lại Hezbollah theo giới quan sát nếu chiến tranh giữa hezbollah và israel thực sự nổ ra cuộc chiến nhiều khả năng sẽ không chỉ giới hạn ở lãnh thổ lebanon Lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq, Iri, đồng minh của Hezbollah tuyên bố đã sẵn sàng leo thang chống Hamas, trong khi Iran khẳng định sẽ dồn toàn bộ sức mạnh quân sự để hỗ trợ nhóm vũ trang tại Lebanon nếu lực lượng này bị Israel tấn công tổng lực. Giao tranh qua biên giới đã khiến ít nhất 497 người ở Lebanon thiệt mạng, chủ yếu là các chiến binh nhưng cũng bao gồm 95 dân thường. Về phía Israel, ít nhất 16 binh sĩ và 11 thường dân đã thiệt mạng hàng chục nghìn cư dân đã phải di rời khỏi khu vực biên giới ở cả miền nam lebanon và miền bắc của israel